Ngày 28 tháng 10, Đại tá Trần Mưu, Phó Đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh nắm tạm giam Nguyễn Văn Lực, 25 tuổi, quê làng Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, về tội giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, Lực từ quê vào làm công nhân cho một xưởng ở địa bàn quận Liên Chiểu. Do lười công lao nên chủ xưởng đuổi việc, Lực lang thang nhiều ngày để tìm việc nhưng không được, chiếc xe máy cũng bán để có tiền tiêu xài. Sáng 7 tháng 10, Lực gom hết tiền trong túi đi mua một con dao với ý định đi cướp. Do trước đó làm việc gần tiệm hớt tóc, gội đầu ở 390 Nguyễn Lương Bằng, biết tại đây có nữ bán dâm nên Lực vào. Tại đây, Lực thỏa thuận mua dâm với lạnh 200.000 đồng với cô gái tên Trang. Sau mua dâm xong, Lực vẫn chưa mặc y phục vào nhưng thấy nữ nhân viên có điện thoại nên nảy sinh ý định khống chế rồi cướp. Lực lập tức rút dao khống chế cô gái nhưng cô này chống cự quyết liệt và la hét. Lúc này, cụ bà Lê Thị Phương, 70 tuổi, chủ nhà, đang ở phía sau nghe thấy chạy đến dùng cây gỗ dập trúng đầu Lực. Lực sẵn dao trong tay lao đến đâm trúng ngực cụ Phương. Cụ Phương cố gắng bò ra ngoài hiên thì gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến nay chưa hồi tỉnh. Còn Trang trong lúc giằng co với tên cướp cũng đã bị yêu đương ở tay. Cô gái lao ra ngoài hô hoán. Thấy vậy, Lực liền mặc y phục rồi bỏ chạy bộ rồi trốn vào một căn nhà cách gần hiện trường 500m, rửa vết máu. Tiệm hớt tóc xảy ra vụ án. Ảnh Hải Hiếu. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được vị trí tên cướp và khống chế đưa về trụ sở.